rồi ha, đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ vâng. Super Vi xin thông báo. Thử thách dành cho hai mẹ con là cho các bạn chó ăn sáng. À, cho ăn buổi sáng. Bạn đang chờ Hi luôn nè. Đây, Hi, đưa bạn. Rồi, rồi. Đưa bạn nha. Hi để đây nha. Cẩn thận nha. Để xuống dưới đất luôn nè. Hi để xuống dưới đất luôn nè. Ngồi xuống. Để xuống dưới đất. Để xuống. Đó, đúng rồi. Mẹ tự hào đấy. Quá. Giỏi quá. Bây giờ Hi muốn cho bé khác luôn không? Hay là đợi bé ba ăn xong? Thì đập tay với mẹ cái đi rồi quyết định. Tay. Rồi, rồi. Hi cho các bạn. Mình cho bạn tiếp theo luôn ha. Ừ. Rồi, ok. Nè, Hi mang qua cho các bạn nha. Tin tin xít. Đấy, Tin Tin phải được ngồi thì mới được cho ăn nha. Tin Tin shake hand. Shake hand. Rồi, các bạn có muốn thử không? Hi cho đi. Đây, đây, bây giờ Hi cho bạn ăn nhá. Không, 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 không. Của bạn Tin Tin. Cho cô Tin Tin. Tin Tin. Đây, Hi để xuống. Đúng. Đúng rồi. Taro ở đây thì bây giờ mình cho Taro ăn luôn nha. Sit. Đúng rồi. Hi ơi, cho bạn ăn nào. Cho bạn ăn nào, Taro giỏi quá. Taro nghe lời quá. Đó, rồi. À, Jenny cũng muốn ăn này, thì có muốn cho Jenny ăn một lần nữa không? Jenny ăn gì? Jenny ăn cơm gà được luôn á. Ok, mình cũng chọn một cái tô giống như vậy luôn nha. Để mẹ trộn. Rồi, ok. Mình mong muốn là con biết cái cách để mà giao tiếp với các bạn cuối. Để các bạn cuối không bị tổn thương mà Jenny cũng không bị nguy hiểm. Thì mình thấy cái đó mình muốn cải thiện cho con. Bởi vì con rất là hiếu động, con sẽ không có biết cách làm sao để tiếp cận các bạn. VIP Supercard hoàn 15% mua sắm, du lịch, ẩm thực. Mẹ siêu nhân, khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube Giao Quanh Show, từ ngày 16 tháng 3, 2024.